Chào các bạn, mình là Thiên Nga. Chắc hẳn là ở đây có nhiều bạn cũng chơi game đúng không? Mà chơi game thì máy thường hay nóng và tụt pin nhanh. Chính vì vậy hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một vài tip để có thể tăng trải nghiệm chơi game của các bạn tốt hơn nhé. Đầu tiên là tắt hết các ứng dụng chạy ngầm ở trên điện thoại. Ngoài những ứng dụng game ra thì các bạn sẽ còn có YouTube này, Facebook, Zalo để cập nhật tin tức đúng không? Nhưng mà khi các bạn không tắt nó chạy ngầm thì sẽ làm cho tốc độ xử lý của điện thoại bị chậm hơn. Chính vì vậy hãy tắt hết các ứng dụng chạy ngầm trước khi chơi game các bạn nhé. Thứ hai là tháo ốp lưng điện thoại. Với mình thì mình thường ốp điện thoại vào cho nó vừa đẹp vừa bảo vệ điện thoại. Nhưng bên cạnh đó thì có một hạn chế to lớn, đó là tản nhiệt bị kém đi. Các bạn có thể tưởng tượng ví dụ chúng ta mặc đồ và không mặc đồ chẳng hạn. Chính vì vậy khi chơi game thì chúng ta hãy tháo ốp điện thoại ra để có những trải nghiệm tốt hơn này. Điện thoại thì sẽ không bị giật này, pin thì hao chậm hơn nhé. Thứ ba đó là tắt các kết nối không cần thiết. Ví dụ như là các bạn còn có 5 hay 10% pin thôi mà muốn chơi chém hoa quả không cần mạng đúng không? Thì chúng ta có thể tắt hết những cái kết nối như là 4G này, Wi-Fi này hay là chia sẻ vị trí, chia sẻ file, chúng ta tắt hết đi. Đó thì chúng ta có thể dùng được lâu hơn đúng không? Còn với những bạn mà chơi game online chẳng hạn thì chúng ta chỉ cần bật wifi thôi, còn 4G hay là chia sẻ vị trí tắt hết đi. Cái nào dùng thì chúng ta hãy bật, còn không dùng thì bỏ đi đúng không? Bởi vì khi bật các kết nối không cần thiết thì máy sẽ bị ngốn một lượng pin để có thể duy trì những tính năng này. Thứ tư là tránh chơi game ở nhiệt độ cao. Nhiệt độ cao thì có hai trường hợp. Một là khi các bạn chơi game đã quá lâu rồi mà không cho máy nghỉ thì máy nó chẳng nóng đúng không? Trường hợp thứ hai đó là khi ở ngoài trời nắng, các bạn bấm điện thoại mà ánh nắng trực tiếp tác dụng vào cái điện thoại này thật sự là nó không tốt đâu. Nhiệt độ cao thì làm cho các quá trình hóa học ở trong pin xảy ra hỗn loạn, chính vì vậy pin sẽ tụt bị nhanh này và bị cháy pin. Chính vì vậy khi các bạn chơi game thì hãy kiếm những chỗ nào thoáng mát này, mát mẻ để chơi nhá, tránh ánh nắng trực tiếp bởi vì như vậy máy sẽ cháy pin cực kỳ nhanh luôn. Và thứ năm đó chính là tắt chế độ tự điều chỉnh ánh sáng. Chúng ta cũng biết là CPU và màn hình là hai cái thứ ngốn pin nhất ở trên điện thoại đúng không? Bật ánh sáng cao thì pin sẽ hết nhanh. Chính vì vậy có nhiều bạn sử dụng chế độ tự động thay đổi ánh sáng ở trên điện thoại, nhưng mà nó thực sự không phù hợp với việc chơi game đâu, vì nó sẽ ngốn pin của các bạn rất nhanh luôn. Và thứ sáu là cập nhật hệ điều hành. Mỗi phiên bản mới của điện thoại thì nó sẽ tối ưu hóa về dung lượng pin cũng như là hiệu suất chơi game. Chính vì vậy chúng ta hãy thường kiểm tra những hệ điều hành mới để cập nhật lên cho chúng ta có thể up lượng pin lên nhé. Và cuối cùng quan trọng nhất đó là đừng bao giờ vừa chơi game vừa sạc điện thoại. Khi các bạn làm vậy thì máy sẽ vừa bị nóng nha, xong còn chai, hỏng máy rất là bình thường. Nó còn hỏng cả người cơ. Các bạn đã từng thấy những trường hợp mà nổ máy, đoàn cái cháy tay đúng không? Vì đây là một điều tối kỵ mà nhắc mãi rồi mọi người vẫn cứ làm như thế. Chính vì vậy dù có nghiện game đến mấy thì cũng phải đảm bảo an toàn cho mình trước các bạn nhé. Mình vừa hướng dẫn các bạn một số tip cơ bản để có thể giảm nóng máy khi chơi game. Chúc các bạn có những trải nghiệm tuyệt vời khi chơi game nhé. Đừng quên cho chúng mình một like và subscribe kênh YouTube của Hoàng Hà Channel. Tạm biệt.